Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Chủ Nam Mạng Bính Thân sinh năm 1956, có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực khai, mệnh Sơn Hạ Hỏa, lửa dưới núi, khắc Thích Lịch Hỏa, con nhà Xích Đế, cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con quạ, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, Bính Thân mạng hỏa, cung Khôn rõ ràng, tuổi sinh Xuân Hạ gặp thời, giàu nghèo cũng đặng an nơi thanh nhàn, thu đông nỗi số chẳng an, có của cũng cực lưng mang quần dài, hạn xưa chưa được hanh thông, như thuyền trôi dạt không phương bến bờ. Số trời định những bao giờ, tài ba vận mạng chờ ngày phát sinh, một đời tài sắc phong danh, đến khi vận giữa lần lần nối theo, ra ngoài kẻ quý người yêu, đắc tài đắc lộc còn nhiều hạn sau. Tổng quan, những người tuổi Bính Thân Nam Mạng gặp nhiều điều phiền muộn và tiền vận, nhưng bước sang trung vận sẽ gặp nhiều may mắn, hậu vận sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc. Những người này có số được hưởng thọ từ 71 tuổi đến 79 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, tích nhiều phúc đức thì tất được tăng kỷ. Tình duyên, chuyện tình duyên của những người Bính Thân Nam Mạng có thể chia ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch thì cuộc đời sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những ai sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Chuyện tình duyên sẽ không có sự thay đổi nào, vợ chồng chung sống hạnh phúc đến trọn đời nếu bạn sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Gia đạo công danh. Về gia đạo của những người tuổi này thì tiền vận có nhiều rối ren, trung vận nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chỉ đến khi bước sang hậu vận mới được hưởng ấm no, hạnh phúc. Từ trung vận, những người tuổi này có nhiều cơ hội và thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Nhờ đó, sự nghiệp nhanh chóng vững vàng, tài lộc cũng từ đó mà ngày càng vượng phát. Tuổi hợp làm ăn. Những tuổi hợp với bạn về đường tài lộc sẽ rất thích hợp để bạn hùn hợp làm ăn, vừa tránh được những rủi ro, trở ngại mà công việc lại vô cùng thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều tài lộc. Đó là các tuổi Đinh Dậu, Canh Tý và Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng. Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ là những tuổi vừa hợp với Bính Thân Nam Mạng về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Khi kết duyên với những tuổi này, hai bạn sẽ có cuộc sống no đủ, không phải phiền muộn suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì. Nếu bạn kết hôn với hai nữ mạng tuổi Bính Thân và Nhâm Dần thì cuộc đời của các bạn chỉ ở mức vừa phải, đủ ăn, đủ tiêu, không có sự dành dụm, nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn hòa thuận, êm ấm. Còn nếu bạn kết duyên với các tuổi vừa không hợp về tình duyên lẫn tài lộc như Mậu Tuất, Nhâm Thìn và Canh Tuất thì bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt những khó khăn trong cuộc sống. Bạn cần tránh nên duyên vợ chồng vào các năm 16, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi vì đây là những năm xung khắc trong đường tình duyên của bạn. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu là các tuổi đại kỵ với tuổi Bính Thân Nam Mạng của bạn. Nếu bạn hùn hợp làm ăn hay kết nối lương duyên với những tuổi này thì công việc của bạn sẽ gặp thua lỗ hao tổn, tình duyên giang dở. Nếu gặp phải tuổi kỵ trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên tránh đi, sẽ đỡ phải gánh lấy sự thất bại. Bạn vẫn muốn nên duyên với những người tuổi này thì không nên tổ chức rầm rộ, chỉ cần mâm cơm ra mắt mọi người thì may ra mới sống với nhau được đến cuối đời. Còn nếu đã trót lỡ hợp tác với người kỵ tuổi thì phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi người để cúng giải hạn sẽ giảm bớt được phần nào tai họa. Tất cả đều phải thành tâm, nếu không sẽ hạn chồng hạn. Năm khó khăn nhất, vào các năm 24, 26, 28 tuổi, bạn sẽ gặp rất nhiều trắc trở trong tất cả mọi việc. Bạn cần cẩn thận tai vạ bất ngờ hay hao tiền tốn của. Những việc trọng đại bạn nên tránh thực hiện vào những năm này sẽ không gặp thất bại hay tiêu tốn tiền của vô ích. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Những người tuổi này nên xuất hành vào giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn thì công việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều lợi nhuận, mưu sự ắt thành. Diễn biến từng năm.
Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vào năm 20 tuổi, chuyện tình cảm có nhiều triển vọng, nhưng cần chú ý nhiều hơn đến công việc làm ăn, sẽ tránh được mất mát về tiền của. Những năm còn lại, mọi sự bình thường, không có gì quan trọng xảy ra. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi, tài lộc dồi dào. Năm 27 tuổi, những ý tưởng đột phá trong công việc sẽ mang lại nhiều thành quả bất ngờ. Cuộc sống và chuyện làm ăn của bạn sẽ gặp nhiều may mắn vào năm 28 tuổi. Bạn có hạn nhẹ vào tháng 10 năm 29 tuổi, cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc. Đến năm 30 tuổi, mọi sự có nhiều bất lợi cho bạn, khó tránh hao tiền mất bạc. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi mọi việc đều dừng ở mức khá. Và năm 32 và 33 tuổi, những việc tưởng chừng nhỏ nhưng sẽ mang nhiều kết quả tốt đẹp cho bạn. Chớ vung tiền vào những dự án lớn vừa không thu được kết quả lại mất công tiền của. Năm 34 và 35 tuổi, cần cẩn trọng trong mọi việc, nhất là công việc và chuyện tiền bạc. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, 36 và 37 tuổi, mở rộng kinh doanh hay triển khai các dự án lớn, tiền bạc sẽ chảy như nước vào túi bạn. Từ năm 38 đến 39 tuổi, công việc ở mức khá, chuyện tình cảm có chiều hướng đi lên. Đến năm 40 tuổi, không có biến cố nào quan trọng xảy đến. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian khá viên mãn của bạn. Mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều điều tốt đẹp. Bạn có hạn vào năm 42 tuổi, nên cẩn trọng trong mọi việc sẽ tránh được những hao tổn không đáng có. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi việc ở mức khá vào những năm này. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế xuất tiền bạc cho các chuyện làm ăn nếu không muốn chúng đi mà không quay trở lại. Gia đạo êm ấm, vui tươi. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe vào những năm này để không phải ghé thăm bệnh viện thường xuyên và tiền bạc cứ thế ra đi. Bạn không nên đi xa trong khoảng thời gian này, vừa không thu được kết quả lại rước tai vạ vào thân. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, nhiều điều hay đẹp trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn vào thời gian này. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng như sức khỏe của mình sẽ tốt hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.